mít thứ đi đâu ăn đó anh nha. Và hôm nay mít thứ thứ 11 mời bạn cùng ăn buổi sáng tại khu phố 2 thị trấn thứ 11 huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Chúng ta sẽ cùng ghé ngang quán cháo lòng Dương Lệ cùng thưởng thức một tô cháo lòng nóng hổi thơm ngon với giá chỉ 20.000 đồng một phần mà thôi. Hello mọi người, ngày hôm nay thì Sang muốn giới thiệu cho mọi người một món ăn sáng đặc trưng của nhà Sang có truyền thống từ hơn 20 năm. Một hương vị thì mỗi buổi sáng chúng ta ăn chỉ có 20 ngàn thôi. Và nhà bán cái đặc biệt mà 20 năm nay thì giá vẫn vậy thôi. 15 năm, 18 năm, 20 năm sau thì vẫn vậy thôi. Đó. Thì một tô cháo buổi sáng gia đình Sang bán thì chỉ có 20 ngàn thôi. Đó, các bạn đang thấy đây là một cái dĩa lòng. Một tô cháo, một chén nước mắm. Đây là cái phần tùy chọn của mọi người, giống như là mọi người chúng ta ăn có thể kêu thêm topping nha, nhưng mà đặc trưng thì đây 20.000 là như vậy thôi đó. Thì ở đây nó có là dồi nè, dồi một cái món này rất là đặc trưng của gia đình nha các bạn. Thì gia đình luộc xong rồi còn phải nướng lại nữa bởi vì nó rất là đặc trưng đó. Đó là cái bí quyết của gia đình, mà bí quyết gia đình thì không có dấu giếm mà ngại chỉ các bạn đâu. Các bạn nào thích thì đi lại thì Sang sẽ chỉ các bạn thôi. Như vậy thì bà con miền thứ mà muốn ăn cái món cháo lòng này á, thì sẽ đến từ lúc nào và đến thời điểm nào? Nếu mà thời gian bán của mình của gia đình thì khoảng 6:20 tới 7:00. Rồi mình có ship không? Mình có ship đi cho mọi người không? Nếu mọi người muốn order thì gọi điện cho Sang thì có được không? Cái đó là như là khách mối, rồi khi nào mà người ta đi không được nữa người ta sẽ đặt trước, mà khi mình bán xong mình mới thể ship được. Mình không có thời gian để mình ship tại sáng. Mọi người ở nhà rất là đông, mà đa phần là khách quen, khách mối từ mười mấy năm không mà, nên là cũng ít có người để ship. Thường là người ta đến sớm để đợi thôi. Một ngày thì trung bình mình sẽ bán được bao nhiêu tô? Trung bình thì mỗi buổi sáng bán trong vòng khoảng 40 tới 50 phút thì khoảng 70-80 tô thôi. Cháo lòng là món ăn được mọi người đặc biệt yêu thích, không chỉ bởi hương vị thơm ngon của nó mà còn vì chất dinh dưỡng, chất béo cần thiết của món ăn đối với sức khỏe. Vậy nên cháo lòng không chỉ là bữa ăn sáng lý tưởng cho cánh mày râu mà còn là món ăn được đông đảo mọi người ưa thích. Hương vị thơm ngon của cháo, của lòng và của những thứ gia vị đi kèm hòa quyện vào nhau thật sự khiến cho người ta trầm trồ khen ngợi. Một tô cháo lòng đầy đủ sẽ bao gồm những nguyên liệu như gạo nếp và gạo tẻ, lòng heo, gan heo, tim heo, cọc heo và nước dùng được ninh từ xương heo. Nhiều bà con là khách quen lâu năm của quán cháo lòng Dương Lệ đã cho biết ăn cháo lòng ở đây thì nhất định bạn phải nếm món dồi nướng ăn cực ngon với vỏ ngoài giòn dai vừa béo từ thịt và mỡ heo, lại thêm chút thơm từ ngò hành đậu phộng, mùi vị thịt đậm đà cực kích thích vị giác. Chia sẻ với miệt thứ thứ 11, anh Sang chủ quán cho biết từ 5 giờ sáng anh cùng gia đình đã bắt tay vào công việc chuẩn bị nấu cháo lòng, luộc dồi heo và nướng trên bếp than. Quá trình sơ chế nguyên liệu ninh xương ống đã được thực hiện từ khuya ngày hôm trước. Đến 6:20, những tô cháo lòng mềm thơm đậm vị đã đến tay bà con miệt thứ. Rồi,
Đó có đi được đâu. Đại con chút xíu là con muốn liền để nó sôi chứ. Bữa nay than nó ôi cái nó không có sôi nữa mà quạt có đen không á. Làm nhiều bao than là nó bị ướt. Một bọc thịt giao viên nè, rồi thêm 20.000 thịt. Chưa vũ. Tổng gà là gần 2 tháng rồi đó Việt Nam. Có hay đâu. Đi chở con Diễm đi chạy lại. Chị Diễm chắc tưởng như này biết. Không hay đâu. Em đi nuôi với nhà. Buồn quá. Đâu lại. Thường thường là buồn quá mà đỡ xe nó giãn thì nhặt nó có tài hương không. Chết nghe ốc luôn. Điên nè. Bây giờ mình lấy mạng nó thôi. Ráng chết. Bán cho là... Đợi giấy chút xíu cho nó thôi lên cái em. Dạ lắm rồi con. Có cho tạm. Đó hai bọc. Đó hai bọc. Đó hai bọc. Cái cây này nè mà lại cái này nè. Nó đi hết 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 lại đi nó bao đâu có chết chết. Sao vậy? Bây giờ ta biết. Bây giờ nó ra ngoài nó đâu nó Thank you.